Sĩ hương tràng ở lớp chàng sơ mi trắng tặng cô gái ly mì cùng hương tràng ca tiếp nhà cánh trâu lại vào trong lớp học ca lớp đồng thanh đứng lên em chào thầy chàng đẹp trai đến như vậy thế nhưng lại là thầy em và em ngồi xuống ngay nào cái tay lại bấu vào rồi thầy ra phía sau ngồi liếc sang nhìn thầy một cái ôi má ơi đẹp ông kia đang nhìn chỗ khác thầy không mang dù chàng đang ngoài hiên vẫn còn đang ca dù cho nắng chàng vẫn há tóc cứ bay hoài trước gió nhìn anh đứng lớp trông thật oai còn em cứ lo nhìn trai anh quay mặt lại kêu em lên dãy câu này tôi sẽ rồi lên băng nhìn xuống dưới mặt em vẫn còn đang lo cầm viên phấn rồi anh viết em đứng bên nhìn thấm thiết sợ ai kia biết nên vờ ho tôi biết em khỏi lo nên hương chẳng đành ca luôn cho nó xong một lần trời đang mưa anh lấy xe đạp đến đi về hên quá hôm nay mình cầm theo áo mưa hên quá hôm nay mình mang theo áo mưa nhé ngờ đâu anh ấy không mặc áo mưa này dành cho Vi và em muốn hỏi anh rằng áo mưa này mấy ngàn mặc rồi anh chở em về thế nhưng cặp lại bị ướt anh tính luôn rồi mưa rơi cho nhòe luôn kính rồi thao kính và anh đưa nhờ em giữ dùng cho anh dừng anh nhé nhìn anh ướt em cũng không cần áo sao dù anh thấy hơi tào lao biết thế từ đầu không cho hai đứa đang dầm mưa đó trời đang mưa chậm thôi anh còn qua khúc này quay ngay sợ em ướt mà đạo diễn phim cứ kêu chậm tiếp nữa chàng đang ca tiếp ở ngoài hiên em vẫn đang hồn nhiên quay phim làm trạm phân thân sau đó em đi mơ nhà em vi em tắm nhưng lại không quay đường em mơ luôn cài cặp và lôi kính đeo kính của người ta cũng lấy đeo nhất thiệt ngày hôm sau ở trên trường quyết tâm đưa chàng cặp kính bà chỉ lấy kính ra nhìn thế nhưng bị lấy lại thằng quần cam nó đến rực đuôi theo và rồi bị té anh đỡ em liền như trong câu chuyện cô tí chàng đang hát dù cho bên ngoài hiên vẫn còn đang mưa về nhà vĩ nhìn xung quanh trong đám kia
kia ngồi xuống vé. Rồi em liếc mắt qua nhìn anh, mà anh chẳng thèm nhìn lên. Bên đây nhìn chàng đang yêu, cả đám tay đập lên bao. Người mang bánh, người xịt keo vào đây chúc mừng cho em. Cười thật tươi, nhân xong bánh em thấy vui rồi cúi xuống. Và em nhắm mắt chập bàn tay, anh mới đưa quà ngay. Ôi sinh nhật của em sao có cái cây bé tè. Sinh nhật gì